Hey hey, hello anh em. Sau cái video mà mình hướng dẫn cái CP AMM đợt trước ấy, thì có một bạn hỏi mình là anh ơi cái chỗ mà này nè, cái chỗ mà tại sao mình lại xài reserve 0 và reserve 1 chứ không mình không có xài trực tiếp cái balance up của cái smart contract này á. Thì có một bạn hỏi mình là anh ơi cho mình hỏi là cái attack đó nó là như thế nào. Thì ok, đó là một cái câu hỏi rất hay và mình rất là thích. Anh em học thì nên như vậy ha, mình phải có cái đầu óc tò mò, mình phải có cái đầu óc và tìm hiểu thì mình mới mau giỏi được. Vậy ok, hôm nay bạn đã hỏi thì hôm nay mình sẽ trả lời cho bạn. Về cái vụ mà tại sao phải xài cái reserve 0 và cái reserve 1 này, đồng thời là ở trong cái hàm mình sẽ demo ở trong cái hàm add liquidity, thì tại sao ở trong cái add liquidity đây không có, để mình qua bên này. Add liquidity nó sẽ có một cái chỗ là nó check cái share để min á. Đây. Đây, nó có một cái dòng là require share lớn hơn hoặc bằng không, thì để demo cho bạn xem thì cái này nó gọi là inflation attack. Thì cái ý tưởng của nó sẽ là nó sẽ add liquidity, sau đó nó sẽ gửi rất là nhiều cái token 0 và cái token 1 để nó làm lạm phát cái share, để khi mà những cái người khác mà người ta gửi cái share vô á, người ta add những cái người mà add liquidity sau á, thì người ta sẽ không nhận được cái share nào cả, hoặc là nhận được ít share hơn là người ta có thể lẽ là người ta nên nhận. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ demo cho các bạn xem ha. Thì bây giờ mình sẽ các cái bước mình sẽ làm là mình sẽ làm như thế này nè. Đầu tiên nè, đầu tiên là cái thằng này user 1 nè, user 1 nè, nó sẽ add liquid 1 1, thì á khi đó cái share nó sẽ là 1. Đấy. Sau đó một thằng khác là vẫn là cái thằng user 1 này, nó sẽ send token 1 nè, and token 0 đến con đến cái AMM, thì nó sẽ send rất là nhiều ha. Ví dụ như ở trong cái trường hợp này á, là mình sẽ send là 10, một xíu rồi mình send 100 đồng đi, mình sẽ send 100 nhân 10 mũ 18 là mình sẽ send 2 đồng. Sau đó có một cái user khác ha, ví dụ như là một cái user 2. User 2 người ta sẽ add liquid này. Add liquid là ví dụ như cái ông user 2 này, ông sẽ add liquid là một, ông cũng add liquid luôn, ông cũng add liquid là 100. 100 nhân 10 mũ. Ông sẽ add 100 nhân 10 mũ 18. 18. Ông add vô cái thằng AMM. Thì á khi mà ông add như vậy á thì á ông sẽ nhận được không share. Đó, và khi đó cái thằng user 1, user 1 nó sẽ là remove liquid và nó sẽ lấy được toàn bộ ha, nó sẽ lấy được 200. Nó sẽ lấy được 200 nhân 10 mũ 18. Rồi, thì khi đó thì nó sẽ lấy được 200 nhân 10 bằng cách là bằng cách buy remove một share. Đó, thì bây giờ mình sẽ refactor cái contract này lại ha, để mình demo cho anh em xem lại thôi. Thì bây giờ cái contract này á mình cũng đã refactor rồi ha, ở dưới contract CBMM này á. Thì anh em thấy là mình xài reserve nè. Và ở trong cái hàm mà add liquid á. Trong cái hàm add liquid á thì anh em thấy nó sẽ có một cái check ở đây. Khi mà nó min share ra, khi mà nó min cái share thì nó tính và nó sẽ require là cái share này lớn hơn không. À, thì nó mới min, còn nếu không thì nó sẽ không min, và đồng thời nó sẽ có cái hàm update. Thì ở cái này mình không trả gì hết, mình chỉ thay cái reserve không á, cái reserve không với lại cái reserve 1 mình thay bằng cái balance up address this ha. Mình thay ở đâu nha, đồng thời mình cái cỡ mà update liên quan token mà không với token 1 á thì mình bỏ luôn, mấy cái hàm update thì mình bỏ ha, tại vì sẽ xem trực tiếp. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ demo cho anh em xem là nó inflate cái xe như thế nào nè. Đầu tiên mà để xử cái này thì mình phải deploy hai cái token trước nè.
Ok rồi, đây token không, đây token một đây, rồi ở dưới CP mình sẽ bây giờ mình sẽ lấy cái hai cái địa chỉ này mình deploy cái thằng AMM này. Vậy là mình sẽ có rồi. Bây giờ mình sẽ gửi cái token không, token một cho cái thằng user 2 ha, cho cái thằng mà bị hack á, để cho nó test. Rồi bây giờ token không mà mình sẽ transfer nè. Rồi ok, nó đã có token rồi. Bây giờ bắt đầu mình mới add liquid. À bây giờ mình bắt đầu mình đứng từ thằng số 1, mình add liquid, mình add 11 1 đồng 0 1 phần 1 nè, mình sẽ add nè. Cái này chưa approve. Chưa approve thì phải approve, trước khi add liquid thì mình phải approve cái token không nè. Rồi thì rồi approve xong. Rồi. Bây giờ mình add liquid nè, mình sẽ add 11, chính xác. Thì khi mà mình add 11 như vậy á, anh em thấy total supply của cái xe này á nó là 1. Ha, à, add 11 11 11 thì cái xe nó min ra sẽ là 1. Rồi, bây giờ mình mới thể hiện cái sự mất tích. Đây, cái thằng user 1 nó mới thể hiện cái sự mất tích của nó bằng cách là nó sẽ inflate cái xe đó. Thì đang có một xe đúng không? Một xe là một tương đương với một token A, một token B. Nhưng mà bây giờ nó sẽ inflate bằng cách nó gửi trực tiếp, nó không có gọi hàm add liquid mà nó sẽ gửi trực tiếp ha. Thì bây giờ transfer nè, nó sẽ transfer trực tiếp 100 đồng vô trong cái đó. Transfer vô nè. Thì bây giờ token không nè, bây giờ mình gọi cái hàm transfer. Rồi thì khi mà nó transfer vậy á, thì cái anh em check lại nè, anh em sẽ check lại cái ở dưới cái xe của nó nè. Khi đó thì cái token một, cái total supply của cái xe nó vẫn là một, nhưng mà ở trong pool này á, đang có rất là nhiều token, do đó là cái giá trị của cái xe này á, nó sẽ bị inflate, nó sẽ bị lạm phát. Rồi thì bây giờ nếu mà một ông nào đó ngáo ngơ đúng không, ông nào đó ngáo ngơ, ví dụ như là cái ông này đi, ví dụ giờ bây giờ tới cái ông ngáo ngơ nè, tới cái ông số 2 nè, ông số 2 cũng add liquid, thì ông số 2 sẽ add liquid, mà trước khi add liquid thì ông số 2 phải approve. Rồi ha, ông số 2 bắt đầu add liquid nè. Thì bây giờ ông số 2, ví dụ ông số 2 add 100. Rồi, chính xác. Thì anh em có thấy cái gì kỳ lạ nó xảy ra khi mà ông số 2 add á, thì mình sẽ thấy là cái total supply, cái total xe nó cũng chỉ là một thôi. Và nếu mà mình check cái balance up cái ông số 2 để mình tính xem là cái ông số 2 được bao nhiêu xe á. Cái ông số 2 nè. Balance up nè. Đấy, thì ông số 2 được 0 xe. À, có nghĩa là tại vì cái giá trị của cái xe nó đã bị inflate rồi. Khi mà anh em add vào thì nó sẽ không bị không xe. Và khi đó thì cái ông số 1, ông có thể dùng cái một xe này để ông rút toàn bộ thanh khoản của cái pool này, bao gồm cả cái tiền của cái ông số 2 này mới vừa add vô. Để mình thử remove liquidity ha. Remove liquidity thì mình sẽ connect cái ông số 1 nè. Rồi, share 1 remove. Đó, thì ông sẽ remove. Thì khi đó cái xe nó bằng 0 và cái ông số 1 đã lấy được cái 100 100 token 1 và 100 token 0 của cái ông kia. Khi mà ông kia ông add liquid thì ông trả được cái xe gì cả. Thì đó chính là cái lý do mà tại sao mình phải sử dụng cái mình không có sử dụng trực tiếp cái balance up, mà mình phải sử dụng cái chỗ mà reserve á, cái chỗ mà mình track cái reserve, đồng thời phải có cái hàm update cái reserve. Và đồng thời ở trong cái hàm mà add liquidity này á, mình phải check cái chỗ mà share, nếu mà cái share min bằng không á thì mình sẽ không min. Này, nếu mà min share bằng không thì mình sẽ không min, thì mình sẽ tránh được cái chuyện mà inflation attack. Đó, thì ok, mình đã giải thích cho bạn rồi nha.
Thank you anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong một cái video sau.